Ngủ rồi sao nghe? Ngủ Ê, ai lên nước vậy? map này, map trong nhà thôi. Sao biết vậy? Tù lục 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 cái tủ này hỏi bay ra nè. Còn cái liền nữa à? Ủa, cái gì vậy? Cái gì vậy? Đang làm việc gì? À, nữa 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 Ủa, nữa. không thử máy được vậy ta? Sửa đi. Không thử được. Nè, qua đó thử coi. Ủa sao máy này ba người mà nó cho sửa có hai người vậy? À? Mấy chữ. Không hiểu luôn. Ủa rồi nó gượt ai vậy? Viên Tôi được lại. con này nè. Viên lại gì? Trời ơi, lại cái gì lại vậy? lại tiểu phẩm nữa hả? Lại tiểu phẩm nữa. Chỉ cần không phải là mình. Đúng rồi, mình thì ngồi sửa máy thoải mái thôi, bởi vậy có hằng sướng có Trời hằng ơi, khổ chứ. nó không phải baby đâu, được Bởi vì thằng đó nó mới mới được học một khóa đồ chơi lên rồi đó. nó là mẹ cái baby cái gì. Ủa, ai bảo nó baby hồi nào vậy? Ngại Vinh á, Vinh nói cái baby á. Ủa thì là con nãy là baby killer chứ còn nơi bây giờ là baby Nguyên à? Không, phải baby killer đâu. Nó sao sao nó vừa chui ra khỏi à? Đúng rồi, cái chiêu của nó là gì? Ủa, có ai cứu chưa vậy? Để... Hình như em ở gần hay sao? Ở đúng em ở gần đó, để em cứu nào. Anh cứu trước đây. Rồi, em đến nơi rồi. Hồi máu luôn, Nhanh hồi nhanh. máu luôn, đâu đâu. Tại anh Đây sửa máy đây xong đây rồi mà. Yên điềm đạm như thủ đoạn rồi nổ máy xong chạy. Thủ đoạn nổ máy xong chạy. Chết tôi, chết tôi, chết tôi. Ôi. Ôi, đẹp trai nó không được anh em ạ. Ôi, vẫn dính như ảo vậy. Nó chọt ngang dán được mà. Không, nhưng mà cái sàm đây là nó chọc vẫn đến tầm em á, không hiểu luôn. Em đứng ở đâu mà không Ủa, tới? không ai đặt cái hòm á. Có nè, qua đây. Đâu 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 chỗ này vậy? Đó đó. Rồi nó. Ồ, cái map này khó chịu quá ta. Map này nó cảm giác nó hơi hơi hẹp ấy. Với cái tường nữa rồi sao gọi đằng pin. Thấy đặt cũng đâu có ảnh hưởng gì nó nhiều đâu, nó vẫn gượt bình thường mà. Nó đi chậm lại cái là nó không ở cái trạng thái đánh xa kia, cái trạng thái đánh xa khó chịu hơn nhiều. Yểm trợ, yểm trợ. Qua cho Vin hồi máu đi, yểm trợ Ủa, thấy pin chỗ nào đấy? cho. Em chỗ Mùi trời dây gục. ơi. Rồi, nghe móc luôn. Mà... Gì đã sắc từ thế biết Yểm trợ kiếp nhẫn kiếp chưa? rồi Yểm trợ nhẫn chưa? thấy bên này nè không phải nát rồi xong à, xong luôn rồi. Trời trời cha nội, trời cha nội tới hồi chắc xong hai lần máu quá. Để tôi chỉ dùng cái kỹ năng khó chịu của ta. Đem phải bởi Bạn con bạn chim mới được. Ủa, Dương Dương nằm chỗ nào vậy? Ủa, chỗ nào vậy ta? Đây là một dân. Đây rồi. Nghe tiếng gì nguyên quen kìa. Của anh đấy Em em. luôn. Má nó gục Ngồi chơi dai đi. dữ vậy ta. Thằng này chơi đỉnh đấy.
nó chui được không nhỉ? Trường hầm gì nó đang được anh nãy giờ. Sao cái tay người đâu? Được dí tới chết luôn nè, dẫn nó lên lầu luôn nè. Có cái máy ở trong đây. Nè, dẫn lên lầu luôn rồi đó, đó không? Máy một trên này có người sửa rồi, nên chắc đi sửa. Đi ai nữa? Không được rồi, thế gì mà cũng tới nữa. Lên trên lầu cái lù đù lù đù má, cái tủ nó nằm ở trong cái phòng mình chơi giả phách núp tủ thì nó phát hiện. Em mà đem cái mà khóa móc á là phải đem đi theo empathy đồ mới yểm trợ nổi. Map thì không thuộc, đồng đội thì không biết ở đâu. hồi luôn nó cũng chưa thấy em. Hên vậy. Nè, cuộc sống phải khổ một kia chứ. Thôi sửa máy tiếp. Vô lơ. Tiêu dương cứu á, cứu rồi bạn chết. Xong em mới tiêu dương. Quên cái này hỏng hết rồi nè. Thẳng luôn. Em sống không thọ rồi. Tiêu dương cứu kiểu đó thì chết đúng rồi. Nghe bạn. Có sống liên ổn không? Khi dễ kêu lơ. Nghĩ sao cứu trước mặt nó. Là nó à, ai nha. Em tưởng không thấy chứ bộ. Con đĩa qua nha. Em tưởng nó không thấy. Trời ơi, ai biết nó thấy đâu. Có la, thần quá. Tự nhiên cái em la lên rồi nha. Thồ ấy. Mày xác nhân này nó lù đù quá ta. Coi Vinh Man Idol Will. Mét cho tiếp. Ôi chết tôi. Cứu tôi. Mấy trên lầu có không ta? Yên điềm đạm là bưng con kim nè, ta lình lên đinh nè, bom. Trời ơi, nó định đem bom nó hãm hại ta. Ủa má ơi, nó còn má nổ má nữa chứ. Cái này gì vậy? Trời ơi, tối nó nói là nó đem bom nó hãm hại, mới đem thiệt luôn hả? Thấy anh chơi đỉnh không Thiên Dương, sao không coi anh nãy giờ anh chạy 3 tiếng đồng hồ rồi, thấy không? 3 tiếng đồng hồ rồi. Trên đầu có máy không ta? Có máy một ạ. Thì để tôi cái đầu lâu này. Thôi. Có cái đầu lâu ở này cửa cũng được này. Không quên đâu. Rồi chỗ gần cái máy nãy có một cái rồi, nãy giờ anh chạy biết bao lâu rồi em coi nó có live bomb đó. Anh biết nó có live bomb sao nó chạy luôn đi còn chiếu. Mới chiếu nó biết nó có live bomb đó em. Mẹ. Hồi nãy giờ anh có chiếu được cái nào? Nãy giờ anh dụ nó ra cái chỗ chống trên vậy muốn gì nữa. Đáng ra nãy giờ là mỗi em không một máy à, hai máy rồi chứ. Cái mấy chỗ này không đặt được máy luôn á. Thấy không? Mà mày đặt máy chi không biết nữa. Rộng mới đặt máy được. Hồi nãy bị giờ lần xong rồi. Cứu anh em ơi, lẹ lên, Nguyễn Huynh sắp chết rồi, Nguyễn Huynh cầm cự được nữa đâu. Chết cái gì không? Biết kiếp mà, ôi, chết. Ôi, vẫn dính hết hả? Cái đuôi của nó là cỡ nào nó cũng đánh được hết á.
cây gì đó. Thôi rồi. Ê, em chạy em núp ở đâu chạy luôn đi, nó quay lại đây rồi, nó quay lại đây rồi. Tự hồi đúng rồi. Đúng rồi. Cái đuôi của nó là đánh xuyên ván được mà. Nhưng mà cái là nó đánh, nó dính xuyên ván mà nó đánh thấp á. Thấp cũng được luôn, tại vì nó thứ hướng của nó. Trời ơi, chơi với con này thà chạy với con thỏ là sướng hơn á. Nó chọt. Em nó đem bom vô, hãm hại em, đem thiệt luôn. Thôi chết rồi. Mà nó chưa kịp hãm hại em chết rồi. Nấp đi nó, nhảy ảnh đi nó. Chứ nấp đi với còn cái gì nữa. Mày đây, cậu đây. La nè, la lên nè, không nấp nổi. Bưng con chim, bưng con chim. Cái nó mà cái năng con chim mà cũng la đâu. La, la không? Không la thì còn núp được. Nó để cái mà la. Nó đi kiếm nó không có được. Đúng rồi. Đây để kiếm đường hồi cho anh đứng dậy anh chạy lên kia núp đi. Ok, đi qua hồi đi. Đi qua hồi đi cho em chạy tiếp. Để bò quá, để bò quá. Nó đi qua nó thấy á. Núp đi. Hồi nhẹ cái anh chạy giọt đi chỗ khác. Anh chạy nghe tiếng chân bập bập bập. Tù ai chơi lúc liền này. Ủa chưa kịp luôn á, chưa kịp. Tự nhiên đâu chui ra tỉnh bơ vậy? Vãi chưởng. Sao lẻ vậy? Sao lẻ vậy? chưa ra tỉnh bơ luôn. Sau bị đánh một cái là đứng hồi luôn, cho ông đứng dậy luôn hả? Hồi nhảy luôn, dậy luôn. Nó đứng lóc rồi. Nó đứng lóc rồi, đi có hồi được yếu đâu. Nó hiện cái hầm ra đây luôn coi, thoát luôn coi. Chưa mà. Đấy. Ô. Gần luôn kìa. Cái lẻ. Từ từ. Né hên vậy. Chui đi ta. Trời ơi. Hầm tìm anh với anh đâu có tìm hầm. Hồi trước là nó thương nó vẫn nhảy xuống chứ còn này là cắm đầu xuống luôn. Chui. Nó sửa lại rồi. Ê, nó sửa chui. Lại cái animation rồi. Hồi đó là cho dù là nằm là mình bấm là nó vẫn đứng lên nó nhảy xuống, còn này là giờ nó cắm đầu xuống luôn.